Việc triệu tập trở lại dàn cầu thủ từng đóng vai trụ cột dưới thời ông Park Hang-seo cho thấy huấn luyện viên Philippe Chu-xia sẽ trở về lựa chọn an toàn khi đội tuyển Việt Nam đã ở rất gần trận quyết đấu với Indonesia tại vòng loại thứ hai World Cup 2026. Huấn luyện viên Chu-xia từng tự hào tuyên bố, đội tuyển Việt Nam là một trong những tập thể trẻ nhất tại Asian Cup 2023. Chiến lược ra người khoác trẻ hóa đội tuyển, trao cơ hội cho nhiều gương mặt U23 trong suốt một năm huấn luyện. Ông Chu-xia muốn xây dựng đội tuyển Việt Nam cho tương lai, nhưng để đến tương lai, các cầu thủ cần bước qua làn danh của hiện tại. Đó là hai trận gặp Indonesia ở vòng loại thứ hai World Cup 2026 mà nếu cứ đánh cược với sự mong manh, thất thường của tuổi trẻ, chiến lược ra người Pháp có thể mất cả chì lẫn chài. Tiến Linh và Công Phượng sẽ có cơ hội song kiếm hợp bích. Sự trở lại của hàng loạt cầu thủ kinh nghiệm với Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Tiến Linh cho thấy huấn luyện viên Chu-xia muốn bổ sung sự vững vàng, bản lĩnh cho đội tuyển Việt Nam. Thất bại của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại Asian Cup 2023 đến từ việc học trò ông Chu-xia yếu đi hơn là đối thủ mạnh lên. Đó là thực tế cần thẳng thắn nhìn vào. Minh chứng là trong 7 trận gần nhất, ngoài trận thắng đội tuyển Việt Nam, Indonesia thua cả 6 trận còn lại, thủng lưới tới 4, 5 bàn mỗi trận như cơm bữa. Có thể tin với những cầu thủ đã rất hiểu chất bóng đá Indonesia, vốn là thứ không dễ thay đổi dù nhập tịch bao nhiêu cầu thủ, đội tuyển Việt Nam sẽ trình diễn bộ mặt vững vàng, chắc chắn hơn. Khó nói những cầu thủ kỳ cựu của đội tuyển Việt Nam đã bước qua sườn dốc sự nghiệp, ngoại trừ Đỗ Hùng Dũng, Quế Ngọc Hải, 31 tuổi, Nguyễn Philip, 32 tuổi, phần còn lại đang ở độ tuổi từ 26 đến 28. Các trụ cột thời ông Park vẫn đóng vai trò rất quan trọng ở câu lạc bộ, như Nguyễn Quang Hải đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới nội, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Hoàng Đức chỉ cần khỏe mạnh là ra sân, Nguyễn Tiến Linh vẫn là chân sút tốt nhất bóng đá Việt Nam hiện tại. Các trụ cột có lẽ không suy giảm trình độ hay động lực, mà không hợp gu lối chơi với ông Chu-xia. Nhà cầm quân người Pháp yêu cầu học trò phải chạy và chạy liên tục cả trận, ít nhất 8 đến 10 km để pressing, gây áp lực giành bóng, đồng thời đan bóng nhuần nhuyễn, truyền ngắn để triển khai tấn công. Đây là triết lý chơi hiện đại, nhưng với thời gian huấn luyện ngắn ngủi ở đội tuyển quốc gia, ông Chu-xia rất khó gò cầu thủ vào khuôn mẫu khác hẳn những gì họ tập luyện ở câu lạc bộ. Các cầu thủ thoải mái hơn khi được chơi phòng ngự phản công. Đó không hẳn là phòng ngự lùi sâu để cố thủ mà vẫn có tấn công, nhưng phải đan cài khéo léo việc phòng ngự, kiểm soát bóng vừa đủ và tập các mảng miếng trừng phạt sai lầm của đối thủ, bình luận viên Vũ Quang Huy nhận định. Để tối ưu giá trị của dàn cựu binh, huấn luyện viên Chu-xia không nên dừng lại ở việc tung nhóm cầu thủ này vào sân, mà còn cần điều chỉnh lại lối chơi để phát huy sở trường học trò, gia cố lại hàng thủ vốn lỏng lẻo trong thời gian qua, thủng lưới 11 bàn trong 5 trận gần nhất, với cự ly hợp lý, chiến thuật bọc lót kèm người chặt chẽ hơn, xây dựng những mảng miếng phản công chớp nhoáng, chấp nhận lùi lại phía sau, nhường sân để tung đòn trừng phạt một Indonesia trẻ khỏe nhưng non kinh nghiệm tác chiến là cách để đội tuyển Việt Nam nhìn thấy hy vọng.